Chúng tôi là một, một vị thế độc tôn ngay quảng trường trung tâm thành phố. Với tầm nhìn trực diện biển, một tinh thần thư giãn và đầy hứng khởi. Từ sáng tim mơ, cho đến đêm muộn, một trải nghiệm sống đặc quyền, đậm dấu ấn thượng lưu. Nơi sở hữu thiên nhiên tuyệt đẹp và những di sản văn hóa lâu đời trên miệt đất võ hào hùng, nơi ghi lại các dấu ấn vị thế quốc tế trải nghiệm. Một dự án thuộc tổ hợp thương mại dịch vụ khách sạn và căn hộ du lịch biển Ngô Mây đẳng cấp quốc tế lần đầu tiên xuất hiện tại Quy Nhơn, được đầu tư và phát triển bởi các thương hiệu hàng đầu. KDR Quy Nhơn, the finest big friend living. Chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay lại với kênh của em. Thì hôm nay em đang có mặt tại dự án Kazia nằm tại vị trí một Ngô Mây. Thì hôm nay em sẽ chi tiết hơn về dự án này cho quý khách hàng rõ hơn ạ. Dạ thưa quý anh chị, là dự án có quy mô hơn 5.400 m² thì mật độ xây dựng là 50%, gồm 2 tòa tháp căn hộ khách sạn full tiện ích du lịch với diện tích đa dạng, có các dạng căn hộ studio từ 35-42 m² và các căn 1-3 phòng ngủ từ 42-78 m². Dự án bên em sẽ nhận booking và mở bán trong tháng 7 này. Quý nhà đầu tư hãy nhanh tay liên hệ với em để chọn căn đẹp nhất và sở hữu căn hộ đẹp nhất Quy Nhơn hiện giờ nhé.